Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau lập trình C cộng cộng trên cái công cụ Xcode của macOS. Để thực hiện được cái điều này thì các bạn hãy đảm bảo là các bạn đã tải cái công cụ Xcode. Các bạn lên App Store và gõ Xcode sau đó tải về cài nhé. Thì cái Xcode là cái biểu tượng nó như thế này. Đây, các bạn vào cái những cái ứng dụng của chúng ta ấy, sau khi cài xong ấy, đây cái biểu tượng của nó đây. Được chưa? Mở nó lên. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lập trình. Ở đây khi mà các bạn mở lên thì cái giao diện nó như này. Các bạn sẽ kích vào cái Create a new Xcode project. Trong trường hợp mà các bạn chưa hề lập trình lần nào thì ở trên cái phía bên tay phải này nó sẽ không có danh sách các project của chúng ta như này đâu. Dạ, nó sẽ trống. Bây giờ chúng ta kích vào cái Create a new Xcode project để tạo ra một cái project mới. Sau đó thì các bạn sẽ điều hướng sang cái tab đó là macOS nha. Nếu như mặc định lúc đầu nó là multi platform thì các bạn chọn macOS. Sau đó thì các bạn sẽ chọn Command Line Tool. Sau đó các bạn chọn Next. Đặt tên cho cái project thì lưu ý khi các bạn đặt tên project các bạn hãy đặt tiếng Việt không dấu hoặc là tiếng Anh. Nếu mà các bạn đặt có dấu thì có thể là nó sẽ gặp lỗi, nó không chạy hay là nó nào đấy nhá. Đấy, nên là hạn chế và tránh cái việc mà đặt tên file, đặt tên project hoặc các thứ mà có tiếng Việt có dấu. Ví dụ mình sẽ đặt tên project là Learn C++. Sau đó thì các bạn ở cái mục Language, các bạn thả xuống và chọn C cộng. Chọn Next. Lúc này chúng ta sẽ chọn cái thư mục nào đấy để chúng ta lưu. Nếu các bạn muốn tạo ra một cái thư mục mới thì các bạn sẽ kích vào New Folder. Và thông thường khi mà chúng ta học một cái ngôn ngữ lập trình nào mới ấy, hoặc là tạo một cái gì đó mà nó riêng biệt, nó tách biệt để không bị nhầm lẫn với những cái thứ khác thì mình khuyên các bạn là nên tạo ra một cái thư mục mới. Bây giờ mình sẽ kích vào New Folder, mình tạo ra một cái thư mục mới và tên là Learn C++. Sau đó kích vào Create hoặc là ấn Enter. Lúc này mặc định nó sẽ chọn sẵn cái này cho chúng ta. Đấy, chọn cái vừa tạo ra ấy. Đấy, thì ở đây chúng ta kích vào Create hoặc là cái phím Return ở trên bàn phím nhé. Xong. Thì ở đây cái trong cái project này này. Đó. Nó sẽ có sẵn cái hàm main. Được chưa? Và lúc này thì các bạn có thể chạy chương trình bằng cách là kích vào cái tam giác màu đen đây này. Đấy, nó sẽ build, nó chạy cho chúng ta. Và các bạn phải đảm bảo là cái file chương trình của chúng ta không có lỗi. Nếu có lỗi thì nó sẽ không chạy được đâu. Phải sửa hết lỗi đi thì nó mới chạy. Chờ một chút để nó build, nó chạy. Thì khi nó chạy nó sẽ hiển thị cái kết quả như thế này. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn kích vào cái chỗ này nó sẽ ẩn đi. Đấy, kích vào cái này bên góc phải này. Đấy, nó cũng sẽ ẩn cái này đi. Kích lại thì nó hiện ra. Đó. Tương tự như thế, những cái thứ thành phần này này các bạn có thể co kéo làm sao để nó phù hợp với cái màn hình và cái view của các bạn. Lúc này giả sử chúng ta muốn bỏ cái main này đi, cái file này đi. Đấy, thì các bạn kích vào cái file đấy. Các bạn chuột phải và các bạn sẽ chọn delete. Sau đó chọn remove reference để xóa cái file đấy khỏi cái danh sách ở trong project, mặc dù nó vẫn tồn tại nhé, nhưng mà nó bị xóa khỏi cái project của chúng ta thôi. Đó, cái file đấy thực ra vẫn tồn tại. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo file mới bằng cách là kích vào cái thư mục của project đấy, chuột phải, các bạn sẽ chọn New File. Sau đó các bạn đặt tên cho cái file của chúng ta, thì lưu ý là trước khi đặt tên ấy, thì ở trên cái giao diện này các bạn sẽ chọn cái mục macOS, sau đó các bạn sẽ chọn đúng cái SQL cộng file. Sau đó các bạn ấn phím Return hoặc kích vào Create. Sau đó thì các bạn sẽ đặt tên cho cái file chúng ta. Ví dụ file mình sẽ đặt nó là Lesson 1. Và bỏ tích cái chỗ Also Create a Header File. Tại vì hiện tại chúng ta chưa cần quan tâm đến Header File. Chọn Next hoặc là ấn phím Return. Sau đó thì tiếp tục chọn Create hoặc ấn phím Return. Đó, thì đây là cái file mà nó vừa tạo ra cho chúng ta. Lúc này những cái thứ không cần thiết này này các bạn có thể xóa nó đi để cái code của chúng ta nó gọn. Dạ. Rồi, chúng ta bắt đầu code thêm ở đây. Cái chỗ mà include stdio này này thì các bạn cũng có thể xóa hết nó đi. Được chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu ở đây là include cái gì ạ? Chỗ này mình sẽ cho nó include là io stream. Tiếp theo là chúng ta sẽ gõ đây là using namespace std chấm phẩy. Bên dưới đấy thì cứ enter cách ra int main. Được chưa? Và cái main này
thì chúng ta đóng mở ngoặc tròn, mở ngoặc nhọn ở cuối này. Giả sử ở đây chúng ta in ra là Xiao Hello World như thế này. Ok, sau đó thì chúng ta chọn Align hiển thị xuống dòng. Đấy. Thì chỗ này là Hello World. Giả sử mình sẽ in ra thêm một cái dòng nữa. Đấy, cái gì cần in ra cho vào đây. Được. I am learning C cộng cộng chẳng hạn. Align. Xong. Sau khi xong thì các bạn ấn Ctrl S để lưu nó lại. Và không cần lưu cũng được. Sao cả. Sau đó các bạn kích vào cái tam giác màu đen trên này, này để nó chạy. Đấy, kết quả ta đây. Các bạn có thể co kéo cái giao diện này để nó to nhỏ khác nhau. Chậm. Đấy, đây là cái kết quả của ta này. Và bây giờ các bạn muốn tạo ra file mới thì kích vào cái thư mục của project này, chuột phải và chọn New File. Ví dụ bây giờ mình lại chọn cái C cộng file nhá, chọn Next nhá. Sau đó thì các bạn sẽ chọn ví dụ mình sẽ cho là Lesson 2. Bỏ tích cái chỗ Also Create a Hello File. Chọn Next, chọn Create. Đó, thì lúc này toàn bộ cái này các bạn sẽ xóa hết tất cả cái này đi. Xong lại bắt đầu với Include. Include và cái này là IO stream. Chọn. Sau đó thì cái này using namespace std chấm phẩy. Sau đó thì int main. Này ví dụ như là xiao gì 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 đấy. Ví dụ như là enter number. Thì chúng ta sẽ giả sử mình sẽ có một cái int age. Đấy, enter your age chọn your age. Nhập tuổi của bạn, sau đó thì mình sẽ nhập tuổi vào age. Đây CL giá your age. Ý. Age. Inline. Đó. Chọn. Thì lúc này các bạn sẽ kích vào cái phím này để nó chạy này. Tuy nhiên là ở cái để xem nào, cái chương trình chúng ta nó như nào. Đây, nó báo lỗi này. Thì các bạn lưu ý là trong một cái project của C cộng cộng chỉ được phép duy nhất một cái file cpp chứa main. Cho nên là các bạn muốn chạy cái file main nào thì tất cả những file khác chứa main thì các bạn phải remove reference hoặc xóa của nó đi. Đấy, hoặc là các bạn comment cái file main ở cái hàm main của những file trước đi. Đấy, bây giờ giả sử mình muốn chạy cái nội dung mình vừa code này này thì tất cả những cái file có main khác chúng ta phải bỏ đi. Tức là mình sẽ bỏ cái lesson1.cpp đi bằng cách là đây này, các bạn trượt phải vào cái file cần bỏ đi này, chọn delete. Sau đó các bạn chọn remove reference. Đó, sau đó thì ở trong cái project của ta hiện tại chỉ có một file chứa main, chứa hàm main này này thì nó sẽ chạy một cái ngon lành. Lúc này các bạn sẽ chọn kích vào cái tam giác đen trên này. Đấy, nó sẽ cho mình nhập này, chạy con lành rồi. Ví dụ mình nhập đây là một cái người nào đó 90 tuổi, enter, đấy, tuổi của bạn là 90. À, bây giờ các bạn mà muốn mang trở lại những cái file mà các bạn đã remove đi ấy, thì các bạn kích vào cái thư mục project, chuột phải, các bạn chọn add file to tên cái project của chúng ta ấy. Để chọn, nó chấm 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 này này, kích vào đấy. Sau đó thì các bạn sẽ chọn, đấy, mặc định thì nó sẽ trỏ đến cái thư mục của cái project hiện thời. Đây. Các bạn có thể trỏ đến những cái thư mục khác. Đấy, sau đó chọn những file tương ứng nhé. Giả sử mình sẽ mang cái file này trở lại này, lesson 1 này, main trở lại này. Đấy, mình muốn mang hai cái file này trở lại. Đấy, chọn tất cả những file cần mang trở lại, các bạn chọn add. Đấy, thì nó đã quay trở lại đây. Các bạn nhìn này. Ok. Đấy, kích vào đây nó sẽ ẩn đi. Như vậy thì trong cái nội dung video này, mình đã hướng dẫn các bạn tạo project này, hướng dẫn các bạn tạo file này, remove file khỏi cái project và chạy chương trình. Các bạn lưu ý, trong mỗi một cái project của C cộng thì chỉ được duy nhất một cái file chứa main, cho nên là những cái file khác không liên quan thì các bạn comment cái hàm main đi hoặc là các bạn remove nó khỏi cái reference của project để đảm bảo là cái project của ta nó có thể chạy được nhá. Nội dung video sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.